Dạ vâng, em xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe mà chất lượng của em nhé. Vâng, thì trong những cái mẫu xe sang gầm cao 5 chỗ thì có lẽ là Land Rover là một cái mẫu xe mà chiếm được nhiều tình cảm, nhiều thiện cảm nhất của các bác nhà mình, những bác mà yêu xe sang. Đó, tại vì là thực sự là cái dáng của con Land Rover này nó vừa khỏe này, mà nó vừa sang trọng này. Những cái mà đường nét của nó rất là tinh tế. Em chưa thấy ai nhìn cái con Land Rover này mà lại chê cả. Em chưa thấy ai nhìn con Land Rover mà chê cả. Từ các thầy thôi, từ các thầy ở chùa, các thầy vào, các thầy nhìn đến con xe này của em mà các thầy còn rất là thích cái kiểu dáng của chiếc xe Land Rover này. Tại vì là nó rất là đẹp. Mặc dù là con này của em là sản xuất 2013, nhưng mà tháng 6 2015 chủ nhân mới mua con này và nó mới được lăn bánh xuống đường các bác ạ. Cho nên là tất cả cái tình trạng xe của nó rất là đẹp và mới luôn ạ. Đây các bác nhìn này. Vâng, cái con này thì nó là hai cầu dẫn động 4 bánh toàn thời gian, động cơ 2.0 turbo, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chứ nó không như cái bản thùng to của Land Rover. Bản thùng to của Land Rover nó nó super chạc, với lại nó thân vỏ nó nặng, cho nên là con đó thì nó sẽ tốn hơn. Còn con này thì 2.0 rất là tiết kiệm nhiên liệu, turbo, tăng áp, chạy rất là bốc và rất là mượt luôn. Các bác nhìn cái đầu của nó, nhìn trông nó đã hầm hố, trông nó đã yêu rồi đúng không ạ? Vâng, và đặc biệt lúc mới con này, lăn bánh con này nó cũng phải hơn 4 tỷ đồng. Nhưng bây giờ các bác nhà mình sở hữu nó với cái giá mà rất là hợp lý, có hơn 800 một chút thôi, các bác nhà mình đã sở hữu một chiếc Land Rover rất là đẹp này rồi. Con này thì của em là nó được cái màu trắng thì nó lại rất là hiếm trên thị trường. Đấy, màu trắng này cực kỳ hiếm. Và màu trắng nhìn cái xe các bác nhìn nó cũng to xe và nó rất là đẹp đúng không ạ? Đó, và cái quan trọng nữa là cái con xe này của em nội thất của nó là còn zin hết 100% các bác nhé. Nội thất zin hết 100% luôn. Và cái bản này của em là thường các bác thấy trên thị trường ấy, cái bản màu trắng hoặc là các màu khác, nhưng mà để có một cái nội thất mà da bò như này của em thì nó rất là hiếm. Rất là hiếm luôn. Mà chủ nhân phải đặt thì mới có. Thì cái con xe này của em nó cũng vậy. Đấy, nó được cá nhân hóa. Đấy, xe tất cả nội thất là da zin chính hãng, da bò Mỹ các bác nhá, da zin chính hãng luôn, chứ không phải bọc lại thì không chấp, không tính tiền các bác ạ. Đấy, còn đây của em là da bò zin chính hãng luôn, từ nhà máy luôn các bác nhé. Này, các bác nhìn này. Da zin thì bao giờ các bác nhìn từ cái đường chỉ này, nó khôn. Đấy, nó khôn, nó lét và nó khác các bác nhé. Da của nó khít chứ nó không có bùng nhùng bèo nhèo ở cái ghế đâu. Da của nó khít, đường nào nó ra đường đấy, nó rất là chắc chắn. Đấy. Và đây các bác nhìn này. Từ những cái phần da này của em. Đấy. Màu kem sữa mà được kết hợp với màu lâu da bò thì nó là hết ý rồi. Nó là hết ý luôn, hết bài luôn. Đó, các bác nhìn cái xe nội thất nó quá mới luôn. Tất cả tình trạng xe con này thì rất là mới luôn. Trên thị trường mà kiếm được một chiếc xe đẹp này thì nó rất là ít đấy các bác, rất là ít, không có đâu. Này các bác nhìn này, cái xe của em này. Táp ly táp biếc, tất cả cánh cửa nó đẹp một cách xuất sắc luôn. Từ những cái phần mà bước chân vào này, từ những cái phần lỉ của nó lét căng luôn, phần những cái phần gong cửa đen kít kìm kịt luôn, chất lừ luôn các bác ạ. Nói chung con xe này thì cái con Land Rover này thì là nó thể hiện các bác mà đi nó là nó đã thể hiện một cái đẳng cấp mà khác rồi các bác ạ. Nhìn nó sang trọng, nó quý tộc. Đấy, một chiếc xe của anh mà các bác. Đấy, được mệnh danh, con này nó được mệnh danh là xe của những cái dòng Land Rover này, nó được mệnh danh của là những cái mà cái tầng lớp quý tộc của Anh hay sử dụng các bác ạ. Land Rover
nó là đẳng cấp nhất rồi. Đấy, các bác nhìn từ cái đường chỉ này, nó đẹp như này mà nó lét như này mà các bác. Đấy. Xe của nó chấm hết luôn các bác. Màu trắng, nội thất da bò nó là hết ý rồi. Thị trường chắc hẳn các bác mà màu trắng mà hay là những cái màu khác mà có nội thất da bò nó rất là hiếm các bác, không có. Vâng, con này của em là nó là vành thế hệ mới rồi các bác nhé, vành thế hệ mới này. Đấy, nó là vành của thế hệ mới này, nó nhiều lan này, nhiều lan xoáy kép. Đấy. Vành thế hệ mới rồi. Con này đèn đóm thì cực đẹp luôn, mới tinh luôn. Này, đây. Đèn đóm thì cực mới luôn. Tất cả từ những cái phần nước sơn của nó rất là bóng và nó sáng, nó không bị xỉn màu. Đó, màu trắng này, các bác ấy mà để trong nhà thì nó mới giữ được cái màu. Còn nếu mà các bác nào mà hay để ngoài trời, rồi hay để lắng mưa, nhựa cây ấy, thì nó sẽ bị ố và nhìn nó sẽ rất là xấu. Nhưng mà cái nước sơn của con này xe của em nó rất là đẹp luôn. Nước sơn con này thì cực đẹp luôn. Quá chất luôn đúng không ạ? Land Rover cái form này chạy nó rất là vừa vặn này các bác này. Rất là vừa. Nó không to quá, nó không cồng kềnh quá. Các bác đi trong phố nó cũng rất là tiện. Chứ cái con bản thùng to kia thì nhiều khi đi trong phố nó cũng hơi cồng kềnh. Nhìn cái đầu của Land Rover thực sự là không yêu thì không được các bác. Nó quá đẹp luôn. Các bác bảo chiếc xe lúc mới mua hơn 4 tỷ đồng, bây giờ các bác mua rẻ bằng 1/5. Đó. Các bác trải nghiệm thì rất là xứng đáng. Bác nào có điều kiện nhà thay vì bỏ 1 tỷ rưỡi ra để mua những cái chiếc xe mà những cái chiếc xe mà không phải là xe sang. Đấy. Thì là thà 1 tỷ rưỡi đấy các bác bỏ ra mua con Land Rover này, hay mua con Mercedes, hay mua con Audi thì đi là chấm hết luôn. Và tiền khấu hao lỗ của các bác cũng không bằng là cái con xe kia các bác lỗ đâu ạ. Con này nhìn nó rất là ngầu, rất là chất luôn. Đẹp, vâng, đẹp. Và đặc biệt cái form dáng của nó ít bị thay đổi. Form dáng của con này cái đời mà 2022 bây giờ đến và cái đời này thì nó cũng chỉ khác nhau một chút thôi. Nếu bác nào phải tinh ý mới nhìn ra, chứ còn không thì nó xem nhau các bác, không thay đổi nhiều. Còn đâu con này cái chất của nó thì rất là đẹp luôn các bác. Đấy, những cái này cái bận này các bác này, đèn đóm thì trong veo các bác nhá, trong veo luôn. Này các bác này, đây những cái bận này các bác nhá, đây cái bận này, đèn đóm trong veo. Đèn gầm này cũng vậy, sáng trưng luôn. Từ những cái chữ cái ý của nó. Đèn bên này cũng vậy các bác nhé. Đèn rất đẹp luôn. Và đây bên này nữa này. Những chiếc xe sang các bác mà mua được, những chiếc xe mà các bác chủ cũ mà giữ gìn, mà đi giữ gìn cẩn thận như thế này thì là nó rất là yên tâm. Đó. Từ cái thân vỏ rồi tất cả các cái đèn đóm còn rất là sáng đẹp. Này các bác này, từ những phần đèn xi nhan cũng vậy này, bác nhìn nó cứ sáng trưng ra. Từ những cái phần mạ chrome. Cái xe của em đang đi cho nên nó đang bẩn. Này các bác nhìn này, nội thất cái ghế lái này các bác nhé. Cái ghế lái là cái mà các bác hay phải ngồi nhiều nhất thì nó sẽ thể hiện ra hết các bác. Này, các bác nhìn đây, ghế lái của em này vẫn còn nguyên si các bác nhé, vẫn còn nguyên si luôn. Đấy, từ những cái phần da tất cả các cái không có bị rách cái gì cả luôn, vẫn còn nguyên vẹn luôn,
vẫn còn vuông đét luôn các bác này, vẫn rắn đe. Đấy nhá, xe của em chạy hơn 6 vạn. Tem mác thì không thiếu một cái nào rồi. Tiêu chuẩn chất lượng Anh Quốc, xe châu Âu các bác. Phần da tì tay này các bác này, như mới luôn. Các bác bảo chưa có một tí gì gọi là chảy xước hay gì đâu ạ. Các nút các phím sáng choang luôn. Dàn âm thanh thì đỉnh cao rồi, 17 loa Meridian. Như một trong những cái dạp hát giao hưởng các bác. Ngồi nghe con gian để âm thanh các bác mê luôn, không muốn xuống các bác. Xe áo đẹp thì từ những cái thảm mới ước này, nó đều led căng luôn. Sướng nhất là bộ ghế con này, nội thất lâu da bò, nhìn nó rất là sang, nó không bị bí cái xe ạ. Vô lăng vô ước zin nguyên bản này các bác này. Các nút các phím này, vô lăng các nút các phím nét căng luôn. Đè lỗ này, táp ly là đã là khâu ra hết rồi các bác nhé. Chìa khóa một đôi các bác nhé, con này chìa khóa một đôi luôn. Chắc lịch luôn ạ. Sướng nhất là nhìn cái nội thất của em nó các bác ạ. Nội thất, nhìn con này nội thất thì các bác mê luôn. Đã những chiếc xe sang các bác ạ, nội thất là phải đẹp. Xe sang mà nội thất mà trông chán, có mà ngồi lên đi đã không thích rồi các bác ạ. Bác nhìn cái xe của em này, từ những cái đường chỉ này lép căng luôn, từ những cái phần da ấy nó không bị bọt, nó không bị mòn. Nó đẹp từ những cái thảm này luôn, nó không bị xù xì. Nội thất con này thì nó quá yêu rồi các bác. Nội thất thì thực sự các bác là quá đẹp luôn. Ai khó tính nhất chắc cũng phải trầm trồ với cái nội thất này các bác. Tem mác này các bác này vẫn còn nguyên này. Thật quá đẹp luôn. Cái con Evoque này nó được, em thấy là nó được toàn diện, đầu cũng đẹp mà cái phần đuôi cũng đẹp. Nhìn nó rất là cân xứng, hài hòa. Hôm sau lễ rất mới luôn. Lễ con này cực đẹp luôn. Sơ cua thì đương nhiên rồi các bác, sơ cua cũng chưa hạ gì đâu các bác nhé. Sơ cua này các bác này vẫn nguyên luôn, mới tinh luôn. Trong cốp con này rất mới. Còn như ốc kia trắng tinh luôn. Rất chắc chắn, rất chắc chắn. Sang các bác ngắm bên này nhé. Thường cái xe nó đẹp, nó sẽ đẹp đều các bác ạ. Bên lái đã đẹp rồi thì đương nhiên là tất cả các cái chỗ khác nó sẽ ăn theo các bác. Tại vì cái phần bên lái là cái phần mà vẫn hay ngồi nhiều nhất. Đấy, nhưng mà nó đẹp thì tất cả các chỗ khác là đương nhiên nó sẽ đẹp thôi ạ. Các bác nhìn từ những cái da này, da tay cầm này, led căng luôn, mạ chrome sáng bóng luôn. Nói chung con xe này nó rất là mới các bác nhé. Xe rất là mới, 2015 mới lăn bánh rồi các bác. Tháng 6 2015 mới lăn bánh. Nó cũng chả khác gì những chiếc xe mà 2015 các bác mua thì các bác đi thì nó cũng thế thôi. Đây 2015 mới lăn bánh thì nó cũng là vậy thôi ạ. Tại vì một cái xe mà cùng form các bác ạ,
một cái xe mà cùng form như thế này. Đó thì là 211 hay là 212 thì cũng xem như nhau. Đấy, quan trọng là cái chất xe các bác ạ. Đời nhiều khi là đời 211 nhưng mà loại đẹp hơn cả 213, 214 cơ các bác. Tại vì là các bác ấy đi ít thì nó sẽ đẹp. Thì các bác mua là các bác là người được hưởng cái đó. Em cho các bác xem cái máy nhá. Cho bác xem cái máy con này các bác nghiện luôn. Land Rover. Hiếm có con nào máy đẹp này lắm ạ. Con này máy rất đẹp luôn các bác nhá. Máy cực đẹp luôn đấy ạ. Máy rất tươi. Đây, các bác nhìn từ đường ống này. Lật lắp cho các bác xem nhé. Này. Các bác xem này. Land Rover mà kiếm được con nào mà máy mà chất mà đẹp này hiếm lắm các bác ạ. Đây, các bác nhìn này, từng con ốc này. Rất đẹp luôn. Từ cái phần bên trong nữa các bác nhá. Các bác nhìn cái từ phần bên trong xe của em này. Đấy. Bên trong xe nó sáng các bác ạ, nó sáng và nó đẹp. Từng các chi tiết con ốc. Đấy, những cái phần con ốc này cũng vậy này. Chi tiết cơ khí sâu bên dưới này vẫn sáng choang. Xe thì máy móc rất là khô. Các bác nhìn này. Từng các chi tiết cảm biến xe nó, nhìn cái xe nó đẹp, nó hiện ra mặt các bác. Tất cả từng các con ốc biết của nó rất sáng đẹp luôn. Đây, từ con ốc chân máy này các bác này, từ con ốc phần bên này cũng vậy, ốc đây cũng vậy. Xe cái này thì các bác mua rất là yên tâm các bác ạ. Xe sang mà các bác mua cái này thì những chiếc xe này rất là yên tâm. Máy nó rất tươi các bác nhé. Máy rất tươi mà đây máy em còn chưa vệ sinh đâu. Chưa vệ sinh, chưa rửa gì. Các bác nhìn sâu bên dưới kìa. Từng con ốc nó vẫn rất là sáng và đẹp. Đây em zoom cho bác xem này. Đấy. Zoom cho bác nhà mình xem này. Da máy rất tươi các bác nhé. Da máy con này thì nó là chấm hết rồi. Không phải nghĩ bàn rồi. Quá đẹp luôn. Máy này mà em vệ sinh nữa nó sẽ rất là sáng. Rất là sáng nó... Vâng, thì vừa rồi em đã quay cho bác nhà mình rất chi tiết một chiếc xe Land Rover Evoque sản xuất 2013, đăng ký lần đầu 2015. Một chiếc xe mà rất là đẹp luôn. Thì bác nào mà quan tâm thì liên hệ với em theo số hotline 0833 11 999 để được biết thêm thông tin chi tiết nhé các bác nhé. Và xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.